Đi không anh? Đi đâu? Thì đi với vẻ đây. Bao nhiêu? 500. 150. Anh làm sao đấy? Anh nhìn cái mặt hàng này mà anh bảo 150 á? Này anh nhìn, anh nhìn xem, anh nhìn này, mông này, đấy đây các thứ này. À, lời anh 500 nhé, là còn sale up 50% ngày Black Friday đấy. Bình thường 1 triệu cơ à? Ừ. 150. 500. 150. 500. 150. 500. 150 đi đi em. 150. Thôi cút đi thằng điên. Ám khỏe. Đi đi. Tránh ăn cho ác tập bằng làm ăn. Cái cá này chưa mở hàng được cái gì. Nói mấy lần rồi, đưa thì đưa cho người ta 500, đưa 150 chả làm ăn được cái việc gì. Đàn ông các anh cầm nhiều tiền để làm gì? Cầm nhiều tiền để chơi bời hư hỏng à? Nói như em, phải tin anh. Nói như em nói làm cái gì? Ôi trời ơi. Anh. Ôi trời ơi, em đã nói rồi, anh sáng mắt chưa, sáng mắt chưa? Hàng 150 à? Ôi trời ơi, giờ thế nào? Đã nói rồi, hàng 150 ấy chỉ được như thế này thôi, sáng mắt chưa này. Cái gì? 500 thì không ăn. Trời ơi. Ông cười. Ôi trời ơi. 500 thì 700 cái gì đi về đây. Ai ơi, ai ơi, ai ơi.